cho thầy cô với bạn của tôi nói nó kia muốn học lớp siêu chia tiếng Anh ba liệu nó là con là tự tin hòa đồng bản lĩnh. Con hôm nay số 1, do you have a house? Yes I do. Hoặc là no I don't. Do you live in a big house or small house? Does the house have a garden? Yes, I does. No, yes, it does. No, it doesn't. Do you like your house? Yes, I do. Hoặc là no, I don't. Do you like cooking? Yes, I do. Hoặc là no, I don't. Can you cook? Yes, I can. Hoặc là no, I can't.